lá rụng thì thành rác thôi đúng không, nhưng mà mình biến rác thành tiền cũng được đó chứ bộ. Tôi nhớ mang máng là hồi nhỏ tôi đi học rồi qua những ao làng á, là lá nó rụng á là nó còn lại cái xương lá, thì mình nghĩ là rõ ràng là tự nhiên là nó có, là thế là nó đi vào cái lá là như thế, tức là nó bắt nguồn từ cái mưu sinh. Và thứ hai là theo cái tiêu chí tôi á, là biến rác thành cái có giá trị. Những tấm ảnh trên lá đầu tiên ông Vĩ thử nghiệm là trên chiếc lá bồ đề của Ấn Độ. Từ những thành công đầu tiên, ông đã trồng một cây bồ đề xanh tốt trước cửa nhà. Lá bồ đề Ấn Độ khác so với các loại lá khác ở chỗ hệ số phân hủy giữa xương và cơm lá khác nhau, nên có thể tách cơm lá khỏi vân. Và khi lá đã được lựa chọn, phải qua một công đoạn xử lý khá dài mới có thể tạo nên chất liệu là một chiếc lá trong suốt. Chiếc lá bồ đề làm đầu tiên là mình phải đi cắt từng cái lá, mà những cái lá là mình chọn cho nó là vừa già, không được non quá hoặc cũng không nên già quá. Vì chẳng có chiếc lá nào nó giống chiếc lá nào hết. Có chiếc lá to và có chiếc lá nhỏ mà cũng vừa đủ già. Chứ còn là nó non quá thì là nó sẽ không được, cái gân nó chưa chắc thì mình làm nó dễ bị rách. Ít nhất là quá trình ngâm của nó là từ 1 tháng trở lên thì mới có thể là lấy hết cái thịt lá ra được, chứ loại ra những cái gân. Và khi làm gân lá này thì cũng rất là phải tỉ mỉ, chỉ những người mà phải chịu khó kiên nhẫn thì mới làm được những cái lá này, vì nó rất mỏng manh và nó dễ rách. Thấy nó sạch cái thịt lá thì chắc chắn là coi như được rồi. Mình làm xong mình để mình phơi cho ráo nước trong một cái rổ hoặc một cái gì đó nó thoát nước, thì mình để cỡ 20 phút là đủ khô rồi. Trước khi in ảnh lên lá, người chế tác phải lựa chọn những chiếc lá phù hợp với tấm ảnh về bố cục và những đường vân lá. Bởi đối với diệp ảnh một lá, mỗi chiếc lá sẽ cho ra một tác phẩm khác nhau nhờ vào đường vân khác nhau. Sau đó, người chế tác sẽ sử dụng công nghệ trên máy tính để chỉnh sửa và ghép ảnh lá và ảnh được in vào nhau. Ở công đoạn này, người nghệ sĩ phải thực sự nhạy cảm. Khi đưa vào lá, từ ánh sáng, những đường vân sẽ tạo ra một tác phẩm khác hoàn toàn trên các chất liệu khác. Vì vậy, sự tỉ mỉ rất cần thiết. Toàn bộ mình xử lý trên máy tính ra. Mình chuẩn độ sáng rồi màu sắc tất cả là đều mình chuẩn hóa rồi thì lúc là đầu mới bắt tay vào làm. Thường thường tôi làm một cái ảnh là tôi làm kỹ lắm, tiên cái khâu xử lý hình ảnh là tôi mất đi đôi khi cả buổi đó. Tôi làm rất là kỹ, thì mình làm kỹ thì ra sản phẩm nó mới đẹp được. Mà mỗi một thể loại nó khác nhau rất là nhiều, mà mỗi hình ảnh nó cũng khác luôn. Có những cái đòi hỏi phân phớt, có những cái đòi hỏi phải đậm thì nó mới đẹp, nó tùy mình cảm được cái hình này không thôi. Công đoạn phóng ảnh màu kéo dài 3 đến 5 giờ, tùy theo kích thước được tráng lên một lớp hóa chất bảo vệ chuyên dụng nhằm nâng cao tuổi thọ. Xung quanh là tôi tráng một lớp silicon nữa, là cách biệt với bên ngoài. Đó là lý do mà nó khó mà có thể mà bị cái gì. Về độ bền của nó thì nó có một yêu cầu là không nên để nó ngoài trời, bởi vì để ngoài trời không vấn đề không tôi không sợ về ánh sáng mặt trời làm phân hủy màu sắc, nhưng ở đây ngoài trời nó có những cái bột hạt, những cái bột silic, những cái trạch trước mà mình không thấy được, rồi lâu dần như thế là nó sẽ hỏng. Thành ra cái sản phẩm của tôi là nếu trong nhà, để trong nhà thì tôi bảo đảm luôn phải là trên 100 năm.
Kỹ thuật phóng ảnh trên lá của ông Vĩ cho phép thực hiện in ảnh lên trên các vật liệu có mặt phẳng, cong và lồi của xương lá. Tuy nhiên, mỗi chiếc lá đều có những đường vân, xương lá và độ tương phản khác nhau. Bởi vậy, khi ảnh đã được in lên, người chế tác tiếp tục phải tỉ mẩn thực hiện công đoạn chấm ảnh để che bớt những khuyết điểm lúc in. Không ngừng phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo này, ông Vĩ đã thành công trong việc phóng ảnh trên các loại khác và tạo sự lựa chọn đa dạng cho những ai yêu thích diệp ảnh. Tôi làm tất cả loại lá, nhưng mà khách hàng thường thích là lá mà còn xương lá thôi, chứ còn mà như cái lá khô là khách hàng không có thích. Mặc dù là theo tôi là tùy theo loại, có những cái trên lá khô nó vẫn đẹp như thường. Tại vì cái lá mà lá bằng xương lá thì người ta có thể nhìn hai bên được, mình có thể thấu thị được. Nhưng mà cái lá khô thì mình chỉ một bề mặt của nó thôi. Và cái khuyết điểm của lá khô á là nó thay đổi màu. Thí dụ đầu tiên mình làm một chiếc lá vàng chẳng hạn, thì khoảng 3 tháng sau lá vàng sẽ chuyển dần thành lá khô. Và tùy theo cái loại lá, đôi khi nó thành màu nâu luôn, là độ đẹp nó không còn nữa. Các tác phẩm diệp ảnh của ông đa dạng từ phong cảnh, cuộc sống đời thường, song ông đặc biệt chú ý đến việc phóng ảnh chân dung. Dựa theo các chủ đề mà cách chọn loại chất liệu lá cũng có những nguyên tắc nhất định. Nếu là một bức họa chân dung con người thì phải chọn loại lá có đường vân mờ. Với chủ đề phong cảnh thì lại đòi hỏi loại lá có vân nổi, gồ ghề, chiều sâu về độ rộng và chiều ngang. So với thạch ảnh và các loại nguyên liệu khác, một trong những ưu điểm của loại hình sản phẩm này là sản phẩm rất nhẹ và rất tiện lợi, thích hợp cho du khách ở xa. Du khách có thể in ảnh gia đình, ảnh phong cảnh hay bất kỳ hình ảnh nào mình muốn trên lá. Trước hết là mình thấy cái sự khác biệt của các chiếc lá với nhau, tức là mỗi chiếc lá là một cái độc đáo riêng với những cái đường gân, cái thớ, rồi cái hình thể của chiếc lá. Cho nên là đối với một cái món quà lưu niệm, nếu như anh tinh tế thì anh sẽ thấy rằng là anh không thể tìm được một cái tương tự. Thì cho nên là cái độc đáo nhất của cái diệp ảnh là ở chỗ đấy. Cách đây vài tháng, ông Vĩ lại sáng tạo thêm diệp ảnh nhiều lá. Những chiếc lá được ghép lại với nhau tạo nên bức ảnh gần như trong suốt, nhìn được hai mặt. Diệp ảnh nhiều lá có thể làm khổ lớn theo sở thích của khách hàng. Mỗi ảnh cần từ 20 đến 30 lá bồ đề. Để đảm bảo độ bền, khi phủ ảnh phải tính toán tỷ lệ ảnh với các chiếc lá được xếp chồng lên nhau để đảm bảo cân đối. Phủ ảnh xong phải dùng kính ép lại để mau ảnh giữ được lâu. Trước đây thì tôi luôn luôn tìm cách là đi tìm những chiếc lá bự để mình làm theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng thời gian sau thì không biết tại sao mình không ghép nó lại. Thế là bắt đầu tôi ghép. Thì bắt đầu lên cái ghép là nhiều cái lá lại thì nó giải quyết mình là bây giờ không còn lệ thuộc vào hình cái độ lớn nhỏ của chiếc lá nữa. Bây giờ lá cỡ nào mình chơi cũng được. Một chiếc lá tưởng chừng mỏng manh, dễ bị tiêu hủy, lại có thể lưu giữ trường tồn hình ảnh một người, một vật.
đá hay lá đều là những vật bình thường vô tri. In một hình ảnh trên lá là làm sống lại cái hồn của lá. Điểm đặc sắc hơn nữa của diệp ảnh là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của thi, họa và những đường vân lá. Với tâm niệm, nghệ thuật là biến những cái tầm thường thành cái có giá trị. Có thể nói, những tác phẩm của ông Vĩ đã đưa một chiếc lá tưởng chừng mỏng manh trở nên có giá trị nghệ thuật mà khó thể nào nhân bản.